Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại với anh em bởi vì là trong thời gian vừa qua thì chúng ta đang đợi cái phiên bản cập nhật 2022, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có một cái thông báo nào chính thức từ nhà phát hành cả. Và trong thời gian đợi đấy thì mình sẽ cố gắng nó là ra những cái video cuối cùng về Devil's Soccer 2021 để dành cho các bạn xem, để cho chúng ta có thể cùng chờ đợi với phiên bản mới. Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một cái đội hình khá là hay, một đội hình khá là đặc biệt như các bạn đã thấy ở trên màn hình của đầu video ấy. Thì đây là một cái đội hình khá là đặc biệt do một bạn trên group của mình, đó là Nguyễn Tài. Thì đây Nguyễn Tài, mình sẽ để hình ảnh của bạn ấy ở đây. Thì bạn ấy đã giúp mình review, đưa mình cái arc này để review dành cho anh em xem. Thì mình xin thông báo một điều nữa, đó là cái group cũ của mình, đó là Devil's Soccer giao lưu của hỏi lớn nhất Việt Nam ấy, đấy đã quay trở lại rồi anh em nhá. Group lớn nhất Việt Nam đã quay trở lại rồi. Và mình vẫn hoạt động song song với group mới lập của mình, đó là Devil's Soccer 2021 HVT. Thì đó, mình sẽ có hai group, một group là lớn nhất Việt Nam Devil's Soccer giao lưu học hỏi, và một group đó là Devil's Soccer HVT Gamer. Thì hai group này các bạn có thể lên Facebook các bạn tìm kiếm thì sẽ ra, và chúng ta có thể giao lưu trên đó anh em nhé. Ok, thì cái đội hình hôm nay mình muốn đem đến cho các bạn chắc chắn là một đội hình khá là đặc biệt, và rất ít người có thể có được cái đội hình như thế này. Nhưng anh em bình thường á, anh em thì anh em chắc chắn là sẽ nghĩ cầu thủ Depay với lại Edison Cavani là màu trắng, màu vàng đúng không anh em, và nâng lên thì sẽ là màu đen đấy. Nhưng mà một cái điều đặc biệt hôm nay nó làm nên sự khác biệt của cái đội hình này, đó là hai cầu thủ này dù là chỉ số trên 90 nhưng mà cái nền của nó vẫn là nền xanh. Đây thì nói thẳng với anh em là đây cũng không phải là một thủ thuật gì cả, đây nó như kiểu là một cái trò ở đây, nó như kiểu là phần lỗi game, cái phần lỗi của game ấy. Nhưng mà chính như thế thì mình lại thấy nó rất là đẹp đúng không anh em? Nhiều anh em, cả mình và nhiều anh em thì đều thấy nó rất là đẹp luôn. Và mình đã mượn được bạn Tài để cho group của mình để review dành cho anh em về sự đặc biệt này. Thì để có được đội hình như thế này thì nó thực sự là rất là hiếm anh em ạ. Một số anh em thì mới làm được thôi. Còn thực sự để kiếm đội hình này nó hơi khó một chút. Đây, Keylor Navas này. Bộ đôi trung vệ sẽ là Rafael Varane và Gerard Piqué. Tiếp theo là bộ tiền vệ phòng ngự Sergio Busquets và tiền vệ N'Golo Kanté. Tiếp theo là cánh phải, đó là Bernardo Silva. Trên bên cánh này mình sẽ để đó là Toni Kroos. Và bộ đôi tiền đạo sẽ để đó là Edinson Cavani và Memphis Depay. Thì ok, thì bây giờ thì mình sẽ thử cho đội hình này với một trận đấu đá online xem nó sẽ như thế nào anh em nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi một trận đấu đá online với cái đội hình này để xem nó sẽ thiếu như thế nào. Uầy, nick của bạn này đang ở Tiger 9 cơ. Tiger 9 mà mình thì mình chỉnh của mình thì mình chỉ đến Tiger 7, Tiger 10 đổ lại thôi. Đấy, còn bây giờ mình sẽ test thử sức mạnh của cái đội này thì nó sẽ như thế nào. Đây thực sự là một cái bài kiểm tra khắc nghiệt với mình đấy anh em ạ. Mới lại với cái đội hình này để xem là mình với đội hình này mình có thể làm được gì nhá anh em nhá. Ở cái Tiger 9 này thực sự là nó rất là khốc liệt luôn, để qua được lên từ bắt đầu từ Tiger 10 đổ lại ấy, thì nó là cuộc chơi của những game thủ hàng đầu của tựa game Devil's Soccer rồi. Và để thắng được một trong những trận đấu như thế này thì nó rất là khó khăn đấy, không phải dễ đâu anh em ạ. Thì bây giờ mình các bạn sẽ thử nhá. Đấy, mình sẽ thử rồi. Các bạn chơi gì để chơi soạc rồi anh em ạ. Đây là Memphis Depay, Toni Kroos, Sergio Busquets, đây là Bernardo Silva. Úi giời, chơi xoạc kinh quá anh em ạ. Chơi rất là xấu luôn, cái này chơi khó anh em ạ, chứ không phải đùa đâu. Đối thủ chơi đẹp thì không sao, nhưng mà chơi xấu như thế này thì rất là khó chơi luôn. Ui, cướp rất là nhanh anh em ạ. Hector Bellerin sẽ lấy được bóng. Đây là Edinson Cavani, Sergio Busquets, Bernardo Silva. Ui, một đường truyền cho Bernardo Silva nhưng mà lại không hiểu ý anh em ạ. Chết rồi. Rất là may anh em ạ, một pha chuyền về bất cẩn của mình.
hơi nhẹ rồi. Chuyền nó bị mất bóng là sao nhỉ? Ok, như vậy là dính bàn thua rồi, bàn thua rất là đau đớn đấy anh em ạ. Không hiểu sao vậy lại chuyền mất bóng. Thôi làm lại này. Đường chuyền hơi nhẹ anh em ạ. Ôi giời ơi. 2-0 rồi anh em ơi, không hiểu sao lại phát giây lại không sút nữa. Ok, không hiểu sao vào đấy là mình rõ mình bấm sút rồi lại không được anh em ạ. Bây giờ mình sẽ vẫn giữ đội hình này nhá, mình vẫn sẽ giữ đội hình này để mình chơi hiệp thi đấu thứ hai. Kante. Cavani. Memphis Depay. Kante. Ok, một pha rút ngắn tỷ số và solo khá là hay của N'Golo Kante. Đấy, 91 nó mới đá khắc vọt như thế anh em ạ. Dù là chỉ số nó có giảm, chỉ số nó có màu vàng hay là màu màu xanh đi nữa thì cái chỉ số thành phần của nó vẫn là ok anh em ạ, vẫn rất là ok luôn. Ok, như vậy sẽ chỉ có một đá phạt góc dành cho đội bạn. Tiếp tục là một pha đá bắt góc nữa anh em ạ. Ok, một pha phát bóng đơn giản của Keylor Navas. Đây sẽ là Piqué. Kante. Kroos. Sergio Busquets. Cavani. Tốc độ của Cavani hơi chậm rồi anh em ạ. Kante. Úi giời. Đường chuyền hơi nhẹ không tới được vị trí của Memphis Depay anh em ạ. Marquinhos. Kante. Đây là Toni Kroos. Tốc độ. Úi giời, một pha định móc bóng qua đầu nhưng mà lại không được anh em ạ. Của Toni Kroos khá là lỗi. Red Bull. Mình biết ngay mà nó gắp bóng qua đầu như thế là rất là khó chơi anh em ạ. Piqué. Không kịp làm gì luôn anh em ạ. Ok, như vậy là Navas đã làm chủ tình hình rồi. Còn 2 phút bao giờ. Như vậy trận đấu đã kết thúc và đá đội hình nó khá là hay anh em ạ. Thì mình đã bị thua với tỷ số 1-2, một tỷ số mình khá là không hài lòng anh em. Bởi vì có khá nhiều được pha lỗi ấy. Nên là đến đây thì video của mình cũng sẽ kết thúc thôi. Anh em thấy video của mình hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ mình nhé. Đến đây thì mình bye bye anh em. Chúc anh em xem video của mình thật là vui vẻ nhé. Bye bye.